tỉnh quyến rũ, đỉnh Phan Xipang và cửa khẩu quốc tế Lào Cai Hà Khẩu. Nơi đây còn có nhiều địa danh lịch sử, văn hóa tâm linh, điểm du lịch tự nhiên, là nơi mang đậm nét đặc trưng văn hóa độc đáo của nhiều dân tộc anh em và là điểm đến lý tưởng với du khách trong và ngoài nước.